tuyển Trung Quốc sẽ thay đổi chiến thuật trước trận gặp Việt Nam. Mới đây, tờ Sohu, Trung Quốc đã đưa ra phân tích về đội hình xuất phát của tuyển Trung Quốc cho trận đấu với Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 tới. Theo đó, nhiều khả năng huấn luyện viên Jankovic sẽ chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-4-2. Ở hai trận giao hữu với Malaysia, hòa 1-1 và Syria, thua 0-1 hồi tháng 9 vừa qua, tuyển Trung Quốc đều chơi thiếu ấn tượng. Bởi thế, những thay đổi chiến thuật lớn có thể sẽ được thực hiện khi đấu tuyển Việt Nam. Tuyển Trung Quốc thất bại 1-3 trước Việt Nam trong lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Olay nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị. Hai vị trí trên hàng công sẽ thuộc về Tan Long và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Ikeson. Olay đá chính ở cả hai trận giao hữu gần nhất của tuyển Trung Quốc nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí ở trận gặp Syria, tiền đạo này phải nhận một thẻ vàng và chỉ được chuyên trang thống kê bóng đá quốc tế SofaScore 6,8 điểm, nằm trong nhóm cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trận. Chân sút 32 tuổi hiện đang được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 2 triệu euro, hơn 51 tỷ đồng. Đồng thời là tiền đạo còn thi đấu ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Trung Quốc, 30 bàn sau 85 trận. Tuy nhiên màn trình diễn không tốt trong thời gian qua có thể khiến Olay phải ngồi dự bị khi đấu Việt Nam. Còn nhớ đúng tròn 2 năm trước, Olay từng lập cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam, qua đó giúp tuyển Trung Quốc giành chiến thắng 3-2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây cũng là trận thắng duy nhất của đội bóng xứ tỷ dân trong suốt vòng loại này.